Thưa quý vị, thời gian gần đây, trạm thu phí BOT làng tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã được một số người lập nên, tổ chức xin tiền các xe trốn trạm BOT trên quốc lộ 5. Tình trạng này hiện đang gây bức xúc dư luận xã hội. Vậy thì người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá như thế nào về điều này? Và câu chuyện ai quản lý tiền thu được sẽ là một trong những nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngày sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đây là trạm BOT làng ở xã Lê Thiện. Luôn thường trực có từ 2 đến 3 người đứng để xin tiền các xe né trạm BOT trên quốc lộ 5. Những người này kêu gọi lái xe ủng hộ từ 5 đến 10.000 đồng một lượt, tức tiết kiệm được khoảng 30 đến 35.000 đồng vì không phải nộp phí cho trạm BOT trên tuyến quốc lộ 5 cũ. Do mức thu thấp nên hầu như không bị các lái xe phản đối. Thực ra thì em cũng ít khi qua đây lắm, thì em thì chưa phải đưa cho các bác, các chú ở đây bao giờ, toàn đi theo các xe họ chỉ dẫn. Ở đây thì các bác làm thì cũng là ủng hộ cho các bác có tuổi, thì ở trong làng thì thôi thì cũng không có nhiều, nhưng mà 5-3 nghìn thì thôi anh em cũng nhất trí thôi, không vấn đề gì, bởi vì các bác cũng có tuổi rồi, thế nên là cũng không có cái công việc nó ổn định thì thôi, thì cũng đấy là cũng ủng hộ thôi. Trong khi đó, những người trực tiếp đứng ra thu phí thì cho rằng các lái xe tự nguyện đóng tiền chứ không xin. Nguồn tiền thu được sẽ được sử dụng vào mục đích tu sửa đường. Cứ đi chuyển về thì lại một ông tổ trưởng thì ông mới đi thu, thì lại cầm về là giao cho cái đơn vị người ta chịu trách nhiệm, người ta làm đường. Đấy, thì người ta bổ sung thì là người ta bù chèn chỗ nào mà gì người ta ủng hộ, à người ta làm vào đấy. Tinh thần thì nói là như thế, chúng tôi ra thì vận động đấy, 10 xe các bác thấy thì nó chạy chín, chứ nó cũng không được nhiều. Thế người thì 5.000, 2.000 thế, rồi thế xe tải cũng thế. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra đó là nguồn thu này do ai quản lý và thu dựa trên cơ sở gì thì gần như không ai biết. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lê Thiện thì cho rằng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không thể xử lý dứt điểm. Là mình vận động là có xe 5-3 nghìn hay 5-10 nghìn, ví dụ xe nào cho là tự nguyện, không có chắn lại thu phí. Bọn anh cũng kiểm soát. Thế và sau khi cái việc đó là nó dẫy lên thì sau khi đồng chí chủ tịch có chỉ đạo, chủ tịch huyện chỉ đạo thì đồng chí chủ tịch xã thì chỉ đạo cho lực lượng công an, thì bọn anh có giải tán trạm và nhổ cái cọc trôn đấy. Thì sau khi bọn anh nhổ được khoảng 1 tháng thì lượng xe nó vào quá lớn, nó lại xe quá tải nó vào, cái xe cao to nó cũng vào, nên nó xảy ra cái đất dây điện rồi các thứ, nó bắt đầu là bà con dân lại bức xúc. Được biết, những xe lưu thông qua trạm BOT xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng là phương tiện né trạm BOT trên quốc lộ 5 cũ. Dù chưa có những thống kê cụ thể, nhưng ước tính mỗi ngày đêm có từ 2.000 đến 3.000 lượt xe qua trạm BOT làng này.